Chiếc nhà đám nha các bạn, ở phía trước của các bạn là cây cầu Sáu Tèn luôn nha. Sáng giờ thì sư thầy và đội kèn cũng đã phục vụ xong, bên trong thì đang làm lễ phó quan động quan nha các bạn, để mình vô trong trọng mình quay cho cả nhà xem nha. Giữa dương trầm với chiều tri hữu sự, mà mùi hương thấu đến động tiền. Vậy mà chiếu nhục việc xem thường chân giả. Quả thật quả thật, nơi đường thấy một bà lão đã tới hạ tiên tiên. Chẳng rõ biết hữu sự thế nào, ba đồng nhân xuống phố cho thờ cho nhớ. Thời con rất cộng ba thầy, xa ta ra xuống thờ ta sắc lý. Thầy ta là nghĩa bản đưa Bồ Tát Phật này. Thầy ta tôn nghe năm đất đạo. Thầy ta biết ấm dương trời đất, biết bà họ chẳng đúng số người tiên. Cũng thừa sắc giấy, thầy ta xuống hạ sang thật chẳng, để cầu sửa đổi cho hồn về miền thân tật. Non cao định thượng, bằng tam ra đáo tải giá trung. Chẳng tiền bà đón nhận, đã tới giờ thuyết nhục quyết thần, mà sao chưa thích thấy bất kỳ qua tay giả. Đồng của mọi sư sư mở mở từ tha đi tư một lần âm lượng. Bồ Tát đã biểu lại cho mình thân tạm sư hữu. Ở thầy chỉ dị như ba. Dạ. Ở thầy chắc chữ bên ngoài. Đã thầy phải tự ta sắc lý chắc nào. Đúng rồi mẹ. Thưa thưa sắc lý nha. Là ta xuống chẳng nhạc, đã nhận thẳng thước pháp hoàng. Na ta xuống xếp nhiễm,
hồn tài ôi bộ bắt đầu chứa địa hành lũ vào sa ma nghe là việc chẳng lành mà ta đã ra tay chữa ta như với nhà cho chiếc thủy sắc lực ngọc vàng xa xuống từ tà sắc quỷ cho ta bố thiên la dưới thanh âm địa nhập ai ta có mặt cao ta sức chăm ta đời bất khổ thiên an nguyện tôi tâu thành chú quy hoạch đầu ta ở thiên xa ngũ nhạc quả chi nhân bá chẳng thân tâm lược thủ cơ lược thủ quay lưng thở quay lưng đã muốn tà thiên tứ tha hương trở thành thủ cùng thủ bàn ngang cơ thọ thọ hước nguyện thọ trong hồn quy cùng mất cũng đi cà dịch đẹp tây phương ta ba đã thiêu tan quỷ mỹ đã diệt xong đã tiến diễn diễn quá dễ 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 trong giờ một bà đã đàn khởi hạ quý tiên thấy bà chủ có lòng báo hiếu đã chọn được ngày lành giờ tốt nghe đến nhà ngươi tài cao gọi dựng đúng bốn miệng năm sâu ba quái vừa nghe thức giết linh hồn nay thầy thức tượng nhà ngươi giao lỗi nhà ngươi một mặt lĩnh này các anh em chớ ngợi chút lắm cùng nhau đỡ lấy quan tài mời phủ tấn an thần hộ kịp giờ đã biết chứ nào dạ hứa sư phụ
Xin mượn cái chú nào đi khi cái cháu muốn trạng nguyện và với tiền bạn thì gửi hôm trước, còn con cháu mình đó đưa lên cụ thì mình đi ông sau nha, con cháu bà con mình nè. Quá chẩn. Tay à. Nhanh rồi. Rồi, con cháu sao giờ này nhanh lên. Chậm lại đụng rồi đây. Đi nhanh lên. Đường xa thông cảm đi.
yếu lắm thầy. Yếu không phải khiên á, đụ má yếu không khiên cái gì. Tối rồi. Bên kia cái hòm lội với ruộng luôn. We'll be right back.
trắng rồi. Giống lên. Trống đang về chưa? Không phải đâu. Vậy gì trống? Coi tổng coi. Đoạn ống đi làm đi luôn bây giờ. Vô rồi, một đêm vô các bạn. Bình dạ. Đường này đi cũng quỉnh tay ha. Quải tay ha. Quải tay luôn, cứng sống luôn. Cứng sống. Quá xa. Ở bên kia nghe nói loại ngủ gụn tới ngực tôi kìa. Để coi thử coi. Về chạy qua bản quay bên cạnh. Không biết qua kịp không anh. Chạy ba gọn đứng bên đây đi hả ta? Phải bên đây đi nữa hả? Ở bên đây cũng biên cái của ba gọn. À, không phải cái đó đâu. Cái đàn gan cùng vợ với cái này nè. Cùng vợ với cái này nè, tắm gửi đó. Cái kia tắm gửi hả? Ờ, cái tắm gửi, cái này tắm vợ nè. Rồi. Cái này nè. Đội này đi luôn phải không? Ông người kẹt cũng kêu bên đây đội đây hỗ trợ tiếp nè. Rồi, vậy tranh thủ chạy đi được rồi. Dạ, tắm gửi đó đúng không? Rồi. Cùng cái bà chứ.